các bạn ấy đã gửi những đoạn nhạc và bây giờ yêu cầu Trung Lương là hãy lắng nghe những đoạn nhạc đó và bạn có thể chơi lại bằng đàn nguyệt theo đúng đoạn nhạc đó được không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách mà các bạn khán giả dành cho khách mời của chúng ta. Bài đầu tiên. Bài tiếp theo. Bài này khó hơn Vân nhá. Ừ. Bài tiếp theo, bắt đầu ạ. Nhạc pop với giai điệu vui tươi. Này khó đấy. Có khi là chúng ta phải cho kết hợp với những người mà mới gặp đi để xem là các bạn ấy sẽ kết hợp với nhau và thể hiện như thế nào, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ yêu cầu là Trung Lương và Tít Mít sẽ phối hợp và chơi nhạc bài Chờ người nơi ấy. Bài đấy chúng ta cùng thích. Qua trong fanpage của chương trình thì thấy các bạn khán giả nói là tại sao những cái bản nhạc trẻ, những bản nhạc hiện đại, những bản nhạc EDM mà bạn vẫn truyền được những cái hồn dân tộc của tiếng đàn nguyệt vào trong đấy, bạn quá cao siêu. Đúng rồi, rất nhiều các bạn khán giả đang ví bạn ấy là phù thủy đàn nguyệt, tâm phục khẩu phục bạn. Trời ơi, một bạn trẻ như thế này mà có thể mang phong cách dân tộc vào trong những bản nhạc hiện đại thì đó là một điều vô cùng là độc đáo và tài giỏi đấy Trung Lương ạ. Bạn cảm thấy như thế nào khi mà lắng nghe những cái lời chia sẻ như thế của các bạn khán giả? Thì đầu tiên thì đây là một thứ âm nhạc mà do em cũng là tình cờ được mình được kết hợp thì mình cảm thấy hay và mình đã mang ra biểu diễn để mình mang cái nhạc cụ dân tộc tiếp cận gần với khán giả già hơn. Thì khi nhận được những lời khen như thế thì điều em cảm giác rất là hạnh phúc. Khi mà dường như là mình được đón nhận cái thứ âm nhạc đó. Em cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó.